Get your free truck, your fire, bumper stickers and postcards right here. Xin chào tất cả mọi người, mình là Milly Nguyễn, là cộng tác viên của tổ chức online, hiện đang có mặt tại trước White House, Nhà Trắng trong ngày bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020. Thì hiện tại là chiến dịch tranh cử của Joe Biden và Donald Trump đã đi đến cái giai đoạn rất là kịch liệt. Thì hôm nay sẽ là một trong những ngày quan trọng để đánh dấu cái kết quả của cuộc bầu cử năm 2020 này. Và thậm chí là kết quả bầu cử này có thể ảnh hưởng rất nhiều đến các quốc gia khác và thậm chí là tình hình toàn thế giới. Right, exactly. It's done.